tôi thì tôi tên Tiến Kiều, tôi là thầy thuốc nhân dân, chế phẩm thuốc là hoàng ngũ cát. Như vậy theo tôi là hiện nay để chữa về các bệnh viêm gan, sơ gan, rồi hỗ trợ sơ gan thì chúng tôi rất hoan nghênh. Vì cái chế phẩm gan hiện nay để có cái hiệu quả rõ rệt và khẳng định thì là rất còn ít, mặc dù rất nhiều chế phẩm của các công ty, các nơi sản xuất rất nhiều, nhưng để lựa chọn cho người bệnh cái loại nào để có hiệu quả cao nhất cho người bệnh và thực sự có tác dụng tốt qua công nghệ bào chế, công nghệ lựa chọn, công nghệ kiểm định để làm sao đem lại cái chế phẩm hỗ trợ cho các bệnh điều trị các bệnh viêm gan, sơ gan tốt nhất. Đấy cũng là cái câu hỏi để chúng ta tiếp tục tìm kiếm những cái nâng cấp cái chế phẩm của chúng ta. Thế thì qua cái bài báo cáo của tiến sĩ Phạm Văn Sang ngay và trong tài liệu, chúng tôi hoàn toàn ủng hộ hoan nghênh thôi. Thực tế đối với y học cổ truyền thì cái cân bằng âm dương là cái chủ đạo trong lý thuyết của y học cổ truyền. Tất cả các biện pháp dùng thuốc và không dùng thuốc đều đem lập lại cân bằng âm dương. Khi cân bằng âm dương được lập lại thì là trở thành người bình thường và không có bệnh. Khi âm dương mất cân bằng thì bao giờ cũng sinh ra bệnh. Bệnh lý ở cơ quan này, cơ quan khác. Thế theo tôi là kiểu anh Phạm Văn Sa đi sâu vào đây là các cân bằng thì cũng rất đúng thôi. Tức là anh lập lại cân bằng âm dương. Hay là chúng ta cứ thường nói về mặt xã hội là tái cấu trúc cơ cấu, tái lại. Thì đây mình cũng làm biện pháp tái lập lại cân bằng. Tái lập lại cân bằng trong cái tạng phủ, trong cơ quan để nó hết bệnh. Thì đấy tôi cho là cái đó là chúng tôi rất là lý thú và rất hoan nghênh. Thế thì đối với can tỳ thì anh đi sâu với can tỳ thì tôi cũng thấy đúng thôi. Về miễn dịch của tiêu hóa, về nội tiết của tiêu hóa thì mới bảo là bằng một cái tạng tỳ của khái niệm vô vi đấy. Cho nên khi ta điều chỉnh điều đó thì nó sẽ đỡ rất nhiều. Lập lại cân bằng này thì không những anh Sa chỉ lập lại cân bằng này là anh được cái gan đâu, mà theo tôi lập lại cân bằng này anh được cả các bệnh về dạ dày được rồi nhá. Bắt buộc hai tạng này anh chữa một tạng sẽ được tạng kia, vì can mộc khắc thủy thổ nhá. Nếu mà tạng can nó điều hòa, nó thư thái, nó điều tiết sơ tiết không bị rối loạn thì nó sẽ điều chỉnh, nó không khắc mạnh cái tạng tỳ thì tạng tỳ nó sẽ yên bình và nó sẽ phối hợp với gan bắt tay nhau, phối hợp với nhau điều tiết tiêu hóa của chúng ta, như là gan tiết ra mật xuống tiêu hóa đấy thì nó rất là bình thường. Thế khi mà nó rối loạn mà gan nó của anh Sa mà không điều chỉnh được bằng thuốc anh Sa thì nó sẽ khắc thủy thổ càng mạnh, nó càng gây bệnh ở đường tiêu hóa nữa, chứ không phải mỗi bệnh viêm gan đâu. Đấy, cho nên là đấy là nói thế để các anh chị thấy là chúng ta rất hoan nghênh chỗ dược sĩ Phạm là rất hoan nghênh. Nhưng mà anh phải chú ý là rất tốt như vậy thì những bệnh nhân đó có bị bệnh dạ dày được rồi không, có cải thiện không, có cải thiện theo nữa thì chúng ta nói hoàn toàn là theo những luận đông y rất đúng. Can không, can mập nó không khác gì tổ nữa đấy, cho nên các bệnh đường tiêu hóa nó cũng cải thiện theo. Các anh chị hiểu nhớ đấy, theo lý luận đông y chữa một nơi khỏi nơi khác đấy, chữa nơi này lại ngược lại tác động đến nơi khác, nó rất là liên quan nhau đấy, theo ngũ hành, theo âm dương ngũ hành. Thế nói như thế thì để các anh chị thấy là cái loại chúng ta rất bình thường. Thế thì tất cả các thảo dược của chúng ta, rất nhiều các cây thuốc Việt Nam phong phú và đã đem lại rất nhiều cái bài thuốc chữa về bệnh gan. Chúng tôi cũng rất chú ý đấy, hàng ngày chúng tôi giải quyết rất nhiều bệnh nhân, nói thật với các anh chị, rất nhiều bệnh nhân về gan. Và thậm chí có những bệnh nhân mà rất lý thú, có bệnh nhân sơ gan và ung thư gan ở Mỹ về Việt Kiều đến tôi chữa mà cuối cùng là tưởng là hy sinh, cuối cùng lại là sống sót, bây giờ vẫn lái xe tốt. Bây giờ có ấy không thể nhập được, xin tiết gan đầy đủ thôi mà đã cổ trướng. Đấy, nói thế để các anh chị thấy là chúng tôi rất hoan nghênh công ty đã có chế phẩm hoàng ngũ cát này và đã giải quyết cái cân bằng gan và lách mất cân bằng. Thì nói theo đông y chúng tôi
nói lại là can tỳ, can tỳ đấy, can tỳ mất cân bằng nhá, can tỳ mất cân bằng thì đây bao gồm cả lách và các cả dày, cả ruột, cả chức năng của nó, mà chức năng của tiêu hóa nó, nãy tôi nói nó rộng hơn thì mắc virus đấy, nói làm nó lại không đâu phải không virus. Thưa bác, khi hai cơ quan gan và lách mất cân bằng thì nguy cơ bị virus là như thế nào ạ? À, tóm lại thế này, tất cả bộ phận cơ quan cơ thể của mình mà mất cân bằng ở bất cứ tạng phủ nào, không cứ can tỳ đâu, thì sẽ suy giảm sức đề kháng cơ thể, không chống đỡ được bệnh tật, có thể không những virus, nhiễm virus, bất cứ virus nào mà có thể nhiễm khuẩn.